Sáng nay, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh và Ủy ban Nhân dân thị xã Tịnh Biên tổ chức cuộc họp với các ngành liên quan về việc trao đổi công tác phối hợp thông quan hàng hóa qua biên giới và công tác chuẩn bị Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên An Giang năm 2024. Theo Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh, đến ngày 20 tháng 5, ban tổ chức đã tiếp nhận đăng ký của 290 gian hàng, trong đó có 10 tỉnh thành phố bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Long An, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Lào Cai, Kiên Giang, Cần Thơ, Tây Ninh, Hậu Giang, các doanh nghiệp tỉnh Tà Keo và tỉnh Kành Đan, Vương quốc Campuchia, Sở Công Thương tỉnh Champasak, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, các đơn vị và doanh nghiệp trong tỉnh An Giang. Để đảm bảo hội chợ diễn ra hiệu quả, lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh, Ủy ban Nhân dân thị xã Tịnh Biên ghi nhận các ý kiến đề xuất tại cuộc họp, qua đó đề nghị các ban ngành đơn vị liên quan cần thực hiện tốt công tác hậu cần, có lịch trình cụ thể về thời gian, địa điểm đón tiếp đại biểu tham dự lễ khai mạc, phân công bố trí lực lượng tham gia giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, thực hiện thanh kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền. Bên cạnh đó, lực lượng biên phòng hải quan thực hiện quy trình trình tự hướng dẫn các thủ tục cho người dân, phương tiện hàng hóa, thời gian thông quan tại cửa khẩu cho người dân doanh nghiệp, đại biểu nước bạn tham dự hội chợ, theo đúng quy định của pháp luật. Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên An Giang diễn ra từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 năm 2024 tại khu công nghiệp Xuân Tô thuộc phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 27 tháng 5 năm 2024.